mà nếu như mà con có một câu tiên á, con muốn ước gì ạ? Con cho mẹ con vui vẻ. Cho mẹ con vui thôi hả? Con muốn được chơi không? Con muốn. Ba con đâu? Ba con mặt bị hết. Dù chồng gái vẫn phải đi tìm. Con muốn nói gì? Con mua cho con. Con sẽ không làm con tiên được, nhưng mà con sẽ biến thành con tiên đi mua cho con. Con biết là quay mút con. Vậy con ở đây nha, có gì? Cô sẽ đi mua cái này cho con. Thằng bé nó đặt cái mút này nha mọi người. Giờ mình sẽ đi kiếm cái mút này. Rồi, tôi sẽ mua thêm con này nữa nha. Cái này cho ai? Cho ăn hả? Đó, cho anh hai hả? Đây cô cho con thêm cái này. Dạ. Cảm ơn cô chị. Có xe điều khiển không? Dạ. Vui không? Vui. Nhưng mà con biết hát không? Dạ. Con biết hát không? Cháu lên bà cháu đi mau giao. Cô hùng giao thì giao không hốc nhè. Không hốc nhè trong rừng hưng cây cháy. Không hồ mà cháy trong rừng hưng cây. Ông cao gà mái ông bà vui. Thấy cây la 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 la. Ước mơ được làm gì? Con đánh đàn piano. Ghê hả? Con đánh đàn piano hả? Là phải hứa chú là phải học giỏi nè. Hứa chú là phải rồi. Ngoan. Trời đi nước mắt tuôn rơi. Mẹ ông con khóc đến nghẹn lời. Bàn tay trắng